Thưa quý vị và các bạn, ngày nào cũng vậy, từ 4 giờ chiều, bất kể trời mưa hay nắng, những cựu chiến binh trong tổ cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông của phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang luôn có mặt tại các cổng trường học để đưa học sinh qua đường, đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh đi đón con, dừng đỗ xe đúng quy định nhằm đảm bảo đúng trật tự an toàn giao thông. Mỗi ngày một buổi, từ chiều thứ hai đến thứ sáu trong tuần, các thành viên trong tổ cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông của phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đều đặn có mặt tại khu vực cổng trường tiểu học Nguyễn Trãi và trường mầm non Họa Mi để làm nhiệm vụ đưa các cháu nhỏ sang đường, đồng thời hướng dẫn các bậc phụ huynh dừng xe đúng nơi quy định, tạo thuận lợi trong việc đưa đón học sinh. Có cái kỷ niệm ấn tượng là đầu tiên là các cháu nó cứ ra là nó gặp bà là nó ôm chầm lấy bà và hoặc là các chú. Nó ôm chầm đấy là nó cho con sang qua đường. Quay lại một lời là con chào bà, con cảm ơn bà. Trường tiểu học Nguyễn Trãi và trường mầm non Họa Mi là hai trường có chung nhau cổng ra vào. Hơn nữa, đều nằm sát ngay trên đường quốc lộ 2 nên giao thông khá phức tạp, nguy hiểm. Vào khung giờ cao điểm tan trường, thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Do vậy, hình ảnh các cựu chiến binh tay cầm gậy giao thông, tay dắt các bạn nhỏ qua đường đã trở thành hình ảnh quen thuộc từ nhiều năm nay tại đây. Cháu đã được các ông bà cựu chiến binh dắt qua đường, cháu cảm thấy rất yên tâm, cháu rất cảm ơn các ông bà. Con rất vui khi được ông bà đưa qua đường và con không cảm thấy sợ khi đi qua đường và xe đâm. Con mong rằng ông bà có nhiều sức khỏe để đưa bọn con qua đường hơn ạ. Tổ cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông của phường Nguyễn Trãi được thành lập từ năm 2007 với 6 thành viên, duy trì 7 năm hoạt động, không màng đến chế độ, không kể tuổi cao, các thành viên trong tổ, những người lính Cụ Hồ đã từng cống hiến tuổi xuân, sức trẻ cho đất nước, vẫn ngày ngày năng nổ, nhiệt tình với công việc ý nghĩa này nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh. Đối với cái việc thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông cổng trường cũng là một cái bước đi được nhiều người dân ủng hộ và cũng tôn thêm cái niềm tự hào cho những hội viên cựu chiến binh sau khi xuất ngũ trở về địa phương và cũng tăng thêm cái hình ảnh của anh bộ đội Cụ Hồ. Mô hình cựu chiến binh đảm bảo an toàn giao thông đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, thể hiện tâm huyết, lòng nhiệt tình chăm lo cho thế hệ trẻ. Với hành động ấy, các cựu chiến binh tiếp tục tô thắm thêm phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và các bậc phụ huynh về ý thức chấp hành giao thông, đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.